ban cha na wa da yo nay ye a pi ye si tham ma o ba dam na du na tham ma di sa nang a ni de ta a na sa thu ban te se tu tham ma de sa nang sa pari tha pari sa ya anu kham ba bi kha ta quen chúng sanh tất cả bốn hàng như sáng trong nước vinh quang luôn chờ trời lõ mọc đặng nhờ ánh sáng trổ hoa lành rải tán mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui phạm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhận lời những chẳng dĩ hơi quyết lòng mở đạo dạy đời nhắm vườn lộc giá ngày đời chăng xa thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy thỉnh giữa từ đó là nhóm Kiều Trần Như được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giam vẹn toàn một lòng chẳng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ẩn phổ cập đám mưa lành rưới khắp thế gian bởi nhân cớ trích rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp nôi đàn tử bi chúng sanh ngồi khắp chốn ni tôi mê cầu được trí tri vẹn toàn và Nam Mô Bức Thầy giá con kính dâng mic lại cho không biết vị nào dạ con xin dâng mic lại cho sư Thanh Tâm dạ con xin dâng mic lại. Dạ alo. Dạ alo. Dạ alo. Dạ cô Tư Mẫn có nghe được không? Dạ. Dạ alo. Dạ cái âm thanh con nghe được rồi. Con kính kính mời dạ. Con kính mời sư Pháp Tín dạ, con xin dâng mic lại sư dạ. Nam mô Bụt Thà Giá, con xin thành kính đảnh lễ đến chư tôn đức tăng và kính đảnh lễ đến thượng tọa Thanh Tâm, đại đức Nguyên Thông, đại đức Tuệ Nhẫn cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý thiện nam tín nữ đang có mặt ở trong room. Thứ nhất thì hôm nay là ngày của chúng tôi giảng. Thứ hai thì thời gian nó cũng đã trôi qua nhiều rồi,
Do vậy chúng tôi mới cầm mic lên, mặc dù là quý vị chưa có mời tới tên. Tôi nghĩ hôm nay ngày chúng tôi giảng, thành ra chúng tôi cầm mic, chứ chúng tôi rất ngại khi mà người ta không có kêu tới tên mình đó. Mình cầm mic lên thì nhiều người ta nói mình ham ăn ham nói, nó khổ ở trong cái trường hợp đó lắm. Chúng tôi rất là sợ những cái điều đó. Thật sự ra quý vị biết đó, làm gì chứ thì những cái điều đó chúng tôi rất là e ngại. Nhưng mà hôm nay thì do cái thời gian nó trễ rồi, thành ra chúng tôi hỏi quý vị là phải tới cái giờ chúng tôi giảng phải không? Chứ để không khéo thì mình bị mang cái tiếng là ham ăn ham nói. Alo, chú Vũ. Bữa nay chú Vũ cúng dường á, chúc lại ấy. Rồi, nhắn tin giùm tôi mấy cái tên, nhắn tin tôi mấy cái tên đi, tôi chuẩn bị tôi giảng bài. Nhắn tin đi. Nhắn tin tên của cái người nhận phước hồi hướng đi. Rồi. Xin lỗi quý vị. Bây giờ thôi chúng tôi bắt đầu vào cái bài giảng nha. Hôm nay cũng tiếp theo cái phần nghề nghiệp, những cái ngày cao quý. Do vậy nên chúng tôi dành thời gian. Arahant Sambuddho Bhagavatam Appiwadenmi Sokkhato Bhagavata Tammo Dhammanamassami Suppatipanno Bhagavato Sangha Sankho Sangkhang Nammami Lô cát sát na thằng quá mức ta mà hằng bút thành chắc tầm mình chắc bên nà mà mỹ sẵn khăn. Đệ tử xin nghiêm tình thân khẩu ý tán dương ân đức của Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Phần phước phát sanh do sự tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt, xin thành kính dâng đến Chư Tôn Đức Tăng và xin chia đều phước này đến quý thiện nam tín nữ cầu nguyện hồng ân của Tam Bảo luôn gia hộ quý vị thân tâm thường được an lạc. Nam mô Bụt Thà Giá. Kính thưa quý vị, ở trong cái câu kệ mà chúng ta học về những cái sự mà thông suốt về nghề nghiệp thì như những kỳ trước đó, thì chúng tôi đã trình bày đến quý vị rồi, đối với đời sống của vị xuất gia thì có cái nghề nghiệp của cái vị xuất gia. Rồi hôm nay thì đối với cái người tại gia thì có những cái nghề nghiệp của cái người tại gia. Nhưng mà ở trong kinh điển đó, hoặc là cái của Bậc Trí thì thường khuyên những người tại gia, dù cho mình có là vua chúa quan quyền hay là thường dân, mình cũng nên chọn những cái nghề cao quý, là chọn những cái nghề cao quý. Tại sao mà chúng ta phải chọn những cái nghề cao quý? Vì những cái nghề cao quý đó, khi mà chúng ta thực hành đúng là nó sẽ mang lại cái lợi ích là cho mình và cho nhiều người đó. Thành ra chính vì cái điều này mà chúng ta phải chọn những cái nghề cao quý. Thì nó cũng tùy theo cái phước duyên quý vị, tùy theo cái phước duyên. Thí dụ như quý vị thấy rằng những cái người mà người ta được may mắn, người ta làm hoàng thân quốc thích, có nghĩa là người ta sanh ra sẵn vốn một cái mầm mống, cái nôi nó từ nhỏ nó được ở trong hoàng cung rồi. Thì quý vị thấy rằng những người này đó, người ta lớn lên là người ta phải đi học những cái học nghệ gì đó mà nó liên quan đến đến vua chúa,
nó liên quan đến vua chúa, để sau này người ta thành tài, người ta sẽ trở về, người ta làm cái người mà để mà hướng dẫn hoặc là điều hành cái quốc độ đó. Thì từ đó đó nó sẽ gọi là đức vua đó. Nhưng mà hỏi đức vua nó để làm chi, để làm cái gì quý vị? Đức vua là cái người mà để điều hành cái quốc độ, là điều hành cái đất nước đó được phồn thịnh đúng theo pháp. Thành ra đó, ở trong kinh điển đó, có đề cập đến là cái nghề làm vua, cái nghề làm vua. Thật ra đó thì nếu mà cho chúng ta chọn đó, thì chúng ta không có chọn được rồi, chúng ta không có chọn được rồi. Thường á, do thí dụ như ngày xưa là có những cái vị mà gọi là nho sĩ, hoặc là có những người do người ta sống, thí dụ như cha người ta làm ở trong thì do như vậy đó mà người ta được tiếp xúc, được ảnh hưởng với những cái thức đó. Thành ra người ta có cái chí hướng lớn là coi như là mình sẽ nếu mà có cơ hội mình sẽ điều hành, mình sẽ làm sao để cho thần dân, thiên hạ được cái sự an lạc, được cái sự lợi lạc, được cái sự lợi ích. Thành ra từ đó nó mới xuất ra những cái chí nguyện để mà mình làm sĩ tử, mình đi thi, đi học, đi thi đầu, để sau này mình trở thành một cái người mà điều hành quốc độ đó. Đó, thành ra cái nghề đó gọi là cái nghề mà mình làm vua. Thì quý vị thấy rằng nếu mà một cái vị vua đó mà sống mà đúng theo pháp, như ở trong kinh hoặc là những bậc hiền triết đã dạy, một vị vua đó mà có những cái đức tính tốt, có những cái cách mà điều hành đất nước mà theo những cái lời của bậc hiền trí ngày xưa dạy đó, thì dân chúng ở trong đó được phồn thịnh, đất nước sẽ không có bị nhiều cái hiểm họa. Mà hễ mà ngược lại, cái người mà đứng đầu đất nước đó mà tham lam nè, tham nhũng nè, rồi sống với những cái tư tưởng tà vại, thì coi như là cái đất nước đó nó, là càng ngày nó càng suy vong. Ở trong kinh đó, có đề cập đến nhiều hộ ngày xưa mà tự nhiên cái nơi đó nó biến thành rừng, cái nơi đó nó biến thành rừng, quý vị. Có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là những cái vị vua đó sống với một cái đầy ác độc, sống với những cái tâm mà nó đầy ác độc vậy đó, thành ra là coi như là xin lỗi quý vị chờ chúng tôi chút xíu. Dạ alo anh ơi. Một chút đầu giờ, có nghĩa là 3 giờ tôi mới lên tôi rước được nha. 3 giờ chiều, báo ông ta là 3 giờ chiều đi. Chắc có lẽ tôi tranh thủ 2 giờ rồi tôi đi, 3 giờ tôi tới đó. Rồi, được rồi, ok. Rồi. Dạ, xin lỗi quý vị nha. Thật sự ra đó thì không biết quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi hay không. Dạ, alo. Dạ, cảm ơn quý vị. Thật ra thì quý vị thấy chúng tôi đang giảng về nghề nghiệp, và chúng tôi cũng không biết là mình thuộc về cái nghề gì, mà mình thuộc ở, mình đang ở trong một cái địa vị gì. Thật sự ra nó thì quý vị thấy trụ trì thì cũng phải trụ trì, mà giảng sư cũng không phải giảng sư, mà pháp sư cũng không phải pháp sư nữa đó. Mà nó đủ thứ công việc hết, đủ thứ công việc hết á. Thành ra nhiều khi chúng tôi cũng không biết mình nằm ở vị trí nào.
Trở lại với cái vấn đề chúng tôi nói đó. Thật ra nó quý vị biết rằng học vào pháp này đó thì càng ngày càng coi ở trong kinh điển chúng tôi là hoan hỷ, chúng tôi rất là hoan hỷ. Một cái người mà đứng đầu ở một cái quốc độ, hoặc là một người mà đứng đầu để mà điều hành một cái nhóm người nào đó, mà cái người đó nó có cái sự cai trị đúng pháp thì sẽ đem lại lợi ích rất là nhiều cho bản thân mình và cho những người ở xung quanh. Vậy thì cái người mà đứng đầu cái quốc độ đó, đó thứ nhất đó là phải sao? Phải có cái sự bố thí, có nghĩa là luôn có cái tâm là xả bỏ. Xả bỏ có nghĩa là mình á, đối với quý vị thấy rằng á, bây giờ á, như chúng tôi mới biết được, bây giờ chúng tôi mới hiểu được cái lương của ông, những cái ông vua, hoặc là trong cái thời nay lương của những người thủ tướng, hay là lương của những người mà làm những cái quan chức lớn, cái lương rất là cao quý vị, cái lương rất là cao. Thành ra đó, hoặc là cái sự thu nhập của những người đó rất là cao, thì nếu mà họ sống có cái tâm buông bỏ là như thế nào, họ biết, họ biết xả bỏ khi mà gặp những người mà người ta bị những cái tai họa, hoặc là người ta lỡ, người ta không may mắn, người ta mang những cái chứng bệnh hiểm nghèo vân vân. Thì với những cái người mà đứng đầu cái quốc độ, hoặc là đứng đầu ở trong cái nhóm đó, có cái tâm xả bỏ, phải có cái tâm giúp đỡ, giúp đỡ cho cái người ở trong quốc độ của mình. Thí dụ như bây giờ đó, mình nói theo một cái sự mà như là giống như là nhà quê mà tính toán đi đó, thì cái người mà đứng đầu trong gia đình đó, ở trong cái dòng tộc mình, là mình có tài sản, thì ở trong những người trong gia quyến của mình bị một cái gì đó nó hiểm nghèo, thì mình phải tâm xã, có nghĩa là mình đem ra mình giúp đỡ trước. Rồi đến một cái người mà đứng đầu ở trong một cái xã đó, mà mình có khả năng, mà mình thấy ở trong xã của mình á, người ta khổ quá đó, thì mình cũng phải đem cái tài sản đó ra mình giúp đỡ. Rồi một cái người mà ở trong một cái thành phố đó, một cái tỉnh đó, một cái quận đó, thì mình phải đem ra mình giúp đỡ. Rồi đến một cái đất nước lớn, một cái đất nước lớn đó. Thành ra đó, những cái vị vua đó mà có cái tâm đó đó, thì đất nước đó càng ngày nó càng phồn thịnh đó. Quý vị thấy rằng có nhiều người ta nói cái thời nay chỉ có ở trong kinh điển mới có như vậy thôi, thì đúng, đúng là chúng tôi biết là ở trong kinh điển mới có thôi. Hoặc là cũng như là ở bên Việt Nam á, thường thường á, quý vị biết người ta ưa đố nhau, người ta ưa đố nhau là cái công trình nào á, mà đạt cái tiêu chuẩn, đạt cái tiêu chuẩn 100% đó, thì chúng tôi đố quý vị á, cái công trình nào mà đạt cái tiêu chuẩn 100%. Chỉ có cái công trình mà nó còn nằm ở trong cái bản vẽ thôi, cái công trình mà nó còn nằm ở trong cái bản vẽ đó thì nó mới đạt 100%. Còn ngoài ra đó, còn ngoài ra quý vị thấy rằng á, những cái công trình khác á, mà khi mà thi công rồi á, thì không có công trình nào mà đạt 100%. Coi như là một người ăn hết miếng rồi, nó còn á, thí dụ như là đối với bê tông mà cốt sắt á, nó còn có bê tông cốt tre, có nghĩa là bây giờ sắt á, cũng ăn luôn rồi, thành ra nhét tre vô trong đó. Thì thì có những người người ta nói rằng ở trong kinh điển dạy á, là ông vua, người đứng đầu một cái đất nước, một cái người mà đứng đầu một cái quốc độ, phải có cái xả tài bố thí đồ này kia, nhưng mà ở đó chỉ còn ở trong kinh điển thôi chứ ở ngoài không còn. Nhưng mà ở ngoài còn quý vị, vẫn có những người người ta âm thầm, người ta làm cái chuyện mà nó vừa với cái khả năng của người ta vẫn còn. Thí dụ như quý vị thấy rằng chúng tôi biết được có những người ở bên hải ngoại, người ta đọc ở tin tức nghĩ rằng là cái thức ăn đã, thí dụ như vừa rồi đi, đối với cái thịt heo á, nó bị hư mà nó đã du nhập vào ở trong Việt Nam, vào ở trong Việt Nam, mà người ta tính cái số lượng thịt đó là coi như là nó bị như là bị hư rồi, mà nó vào trong đó là coi như là cái số lượng thịt nó là phải mấy tháng mới hết,
Người ta nghe, người ta chúng tôi biết rằng là có những người ở bên ở ngoại đó, khi mà người ta nghe những cái chất độc hoặc là người ta nghe mà xăng hay là cái gì mà nó lên giá đồ này kia, thì người ta vẫn có cái sự quan tâm. Có nghĩa là người ta biết rằng là cái người dân của người ta, cái người mà đồng loại của người ta tiếp tục mà sẽ chịu cái đau khổ. Thì thật sự ra đó, quý vị thấy rằng đó, mình có cái tâm hướng đến cũng là một cái điều tốt rồi. À, hoặc là những người mà người ta nói, quý vị thấy rằng người ta nói thời nay không có còn những người mà có cái nghĩa cử mà cao đẹp nó nữa. Không không phải đâu quý vị. À, vẫn có, nhưng mà người ta bất lực, người ta đứng nhìn. Người ta có cái tâm như vậy, nhưng dạ, xin nghe gì ơi. À. À. À, một chút nữa sư điện lại gì quý hả? À, sư đang giảng bài. Rồi rồi. Rồi. Dạ. À, xin lỗi quý vị. Chúng tôi trở lại với cái vấn đề mà chúng tôi đang trình bày đến quý vị. Thì thật sự ra đó, bao giờ chúng ta cho rằng là thời nay không có những người mà có cái, cao đẹp, những cái tư tưởng tốt đẹp đó. Chúng tôi nói thật sự ra đó, bây giờ có lẽ rằng chúng tôi nghĩ rằng do chắc cái tuổi tác mình nó có, nói chung là mình có tuổi rồi đó, có những cái tư tưởng. Mình mới có những cái tư tưởng mình biết rằng, mình biết rằng là cái con người á, thời nay á, coi gì chứ vẫn còn là những cái người mà người ta ai trời giảng đàng hoàng nghe ngài ai mà chúng tôi làm gì giảng không đàng hoàng. Chúng tôi nói á, có những người á, người ta nói là coi như là thời nay không có những người mà người ta có những cái nghĩa cử cao đẹp đó, thì cái điều đó là mình lầm rồi. Cái điều đó là mình lầm rồi. Quý vị công nhận, quý vị những người đó người ta nói vậy, quý vị có công nhận là lầm không? Có nghĩa là ở trong thời nay vẫn có những người vẫn còn cái tư tưởng tốt đẹp, muốn cống hiến những gì mình có, muốn đem lại cái sự an lạc, cái sự an lành, hạnh phúc cho nhiều người, cho rất là nhiều người quý vị, chứ không phải là muốn cho một mình đâu, không phải muốn cho một mình đâu. Thành ra đó, quý vị thấy rằng những người đó nó có cái tư tưởng, có cái tư tưởng là coi như là quý vị thấy rằng là muốn đem những gì mình có để mà cống hiến cho cái cuộc đời này, thì cũng giống như là một cái vị vua mà cai trị đúng pháp. Có cái tâm bố thí, có nghĩa là những cái gì mà mình có, mình muốn để mà chia sớt cho dân chúng, để mà người ta, để mà dân chúng người ta có được cái đời sống an lành đó, thì cái đó là một cái đức tính tốt đẹp của một cái vị vua, hay là nói theo ở trong kinh điển là đúng pháp, cái vị vua đó sống đúng pháp. Rồi cái trường hợp, một cái trường hợp thứ hai nữa đó là cái người đứng đầu một cái quốc độ, là một cái vị vua hay là một cái người mà thủ tướng đi, nói chung là một cái người, hãy mà mình đứng đầu ở cái chỗ nào, mình đứng đầu ở cái chỗ nào thì mình là cái người mà lớn nhất ở chỗ đó, mà hãy mà mình là cái người lớn nhất ở chỗ đó đó thì mình phải như thế nào quý vị? Phải có giới. Chúng ta là cái người đó là phải là cái người có giới. Giới có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là giữ gìn cái thân của mình, có những cái hành động đó, cái lời nói của mình và cái ý nghĩ của mình phải tốt đẹp đó. Nếu mà chúng tôi nói ra đó, quý vị thấy rằng á, tại sao mà mình nói những cái điều này nó giống như là nó dư? Thật sự ra đó, nó không có, chúng tôi không có nói dư. Quý vị thấy rằng ở trong thời nay không? Ở trong thời nay đó là nói về giới đó, là coi như là nó đi xuống rất là nhiều, nó đi xuống rất là nhiều.
Chúng tôi không có chỉ trích một bên nào hết, chúng tôi không có chỉ trích về một cái cá nhân nào hết, nhưng mà theo cái tình hình mà hiện tại, theo cái tình hình hiện tại, quý vị thấy rằng ở Việt Nam nó xảy ra rất là nhiều chuyện, mà tất cả các nơi ở trên thế giới, từ ở trong tôn giáo đến ngoài tôn giáo, coi như là nó xảy ra rất là nhiều nhiều điều mà đối với những cái chỗ rất là quan trọng, những cái chỗ rất là quan trọng. Ví dụ như quý vị thấy rằng từ bên ngay chỗ y học nè, rồi đến học đường nè, rồi đến những người mà đứng đầu ở những cái pháp lực vân vân, nó đều bị coi như là mất giới hết, mất giới hết. Đó thành ra đó coi như là quý vị thấy là coi như là những cái điểm mà những cái chỗ mà coi như là gọi là giống như là những cái chỗ quan trọng, những cái chỗ quan trọng là quý vị thấy rằng là coi như là bây giờ bị ảnh hưởng nhất. Bây giờ chúng tôi nói ra một điều như này, một điều cho quý vị thấy thôi. Ngày xưa đó chúng tôi nhớ rằng khi mà chúng tôi đi học đó, thầy cô giáo cũng rất là còn quý, rất là thương học sinh. Chẳng hạn như đối với bản thân của chúng tôi, được thầy cũng rất là thương, nhưng mà ai ở trong vị trí của người đó, có nghĩa là cô giáo ở trong vị trí của thầy cô giáo, còn là học sinh là ở trong vị trí của học sinh. Có nghĩa là quý vị biết rằng ở trong cái thời xưa đó, chúng ta nên nhớ lại ngày xưa quý vị biết rằng thí dụ như mình nên nhớ lại khi mà thầy cô giáo đó có thương học sinh cấp mấy đi nữa thì vẫn còn ở trong cái vị trí của thầy cô giáo. Nó còn học sinh thì vẫn ở trong cái vị trí của học sinh. Đó có nghĩa là như thế nào quý vị nhớ ngày xưa không? Những cái ngày mà liên quan hoặc là những cái ngày mà được ăn tiệc, đó là thầy cô giáo luôn luôn lúc nào cũng ngồi một bên, luôn luôn lúc nào cũng ngồi một bên. Còn học sinh thì luôn luôn lúc nào cũng ngồi một bên hết, không có cái sự ngồi chung, không có cái ngồi chung với nhau. Đó, nhưng mà ngày hôm nay thì nhưng mà ngày hôm nay thì nó khác ở quý vị. Ngày hôm nay thì nó khác, có nghĩa là nhiều khi đối với thầy cô giáo và học sinh ngồi chung bàn, ngồi chung bàn rồi nâng ly rồi cụng ly, thành ra do như vậy đó mà quý vị thấy rằng thường thường nó mất quan điểm, thường thường nó mất quan điểm. Hoặc là ở trong thời nay quý vị thấy người ta có những cái, thí dụ như quý vị thấy rằng có những cái gia đình người ta không có còn cái sự mà người ta không có còn cái lề lối như ngày xưa. Đó có nghĩa là thí dụ như là cha với con mà có thể uống rượu chung với nhau, cùng cụng ly, cùng nâng ly, uống chung với nhau luôn. Thành ra nó từ từ sẽ, tuy rằng là mới đầu là vui thôi, mới đầu nó là vui thôi, nhưng mà cái sau cái vui đó nó xảy ra nhiều tai hại, nó xảy ra nhiều cái tai hại. Đó là cái nguyên nhân, đó là cái nguyên nhân, cái nguyên nhân đầu tiên để mà dẫn đến nhiều cái sự tai hại. Ở đây không biết là có cái người nào mà lấy cái nickname thì lấy cái nickname cũng thấy lạ rồi, cũng thấy lạ hơn người ta rồi, mà cứ cứ đụng chạm. Nếu mà nói mà chúng tôi đừng đụng chạm đó, coi lại mình giảng cho tốt á, thì chúng tôi nói thật ra cái người mà mang cái nickname này nè, mình ngồi á mà mình thấy người ta đó, người ta không có chat lên mà mình chat lên là mình thấy là mình cũng là cái người hơi lạ hơn ở trong mọi người rồi. Đó, còn nếu mà thích chúng tôi xuống mic, thích thì chúng tôi xuống mic cho cầm mic lên nói chuyện. Đó, chúng tôi giảng thứ nhất là theo cái điều đó nó có nói ra ở trong kinh điển. Đó, cái điều thứ hai là hiện tại cái xã hội bây giờ nó xảy ra như vậy thì chúng tôi nói như vậy, chứ chúng tôi
đâu có đặt, chúng tôi đâu có nói thêm đó. Bây giờ thí dụ như chúng tôi nói rằng á, là bây giờ á, đối với thí dụ như học đường nó cũng bị thua ngày xưa rồi, nó thua ngày xưa rồi. Cái học đường hồi xưa chúng tôi học á, thì coi như là đối với thầy cô giáo và học trò nó không bao giờ mà ngồi mà cũng ly chung với nhau. Mà ngày nay á, thì ngày nay á, thì thầy cô giáo và học trò là cũng ngồi cũng ly chung với nhau, thành ra có dạy học được. Thì cái chỗ nào mà chúng tôi nói sai thì mình học ở đây để chi? Để mình tránh ra ngay trong hiện tại mình không có vi phạm vào những cái điều đó. Thì chúng tôi đưa ra cái trường hợp như vậy á, là ở trong cái thời nay á, thì mình cái hoàn cảnh xã hội nó diễn ra như vậy, thì mình nếu mà mình có học á, thì mình ráng mình tránh ra những cái vết xe đổ đó. Thì chúng tôi đâu có nói cái gì đâu mà sao mà lại nói như vậy. Còn nếu mà mình không thích, chúng tôi nếu mà cái giờ này của chúng tôi giảng đó, chúng tôi chịu trách nhiệm, chúng tôi chịu trách nhiệm, chúng tôi sẽ cho lên cầm mic để mà nói cái chỗ nào chúng tôi nói sai, nói cái chỗ nào chúng tôi nói sai. Thành ra đó đừng có mà nói như vậy. Thật ra thì chúng tôi không có, chúng tôi sao không, cái chúng tôi không có để nè. Cái này á, là mình chúng tôi không có nói cái vấn đề nó sai. Nếu mà đạo hữu này đó muốn cầm mic đánh số 1 là chúng tôi cho cầm mic đó. Không sao mà nhìn lỗi được, tại vì cái chuyện này á, là bây giờ á, là báo chí người ta đăng lên nó nhiều, báo chí người ta đăng lên nó rất là nhiều. Câu chuyện đó chúng tôi đâu có ở không đâu mà chúng tôi biết được cái chuyện này. Bây giờ á, mình đi ở trên xe đó mình cũng nghe, mình đi trên xe mình cũng nghe người ta nói về những cái điều này. Đài thì rất là nhiều chứ. Cái thành ra đó sao mà nếu mà cái đạo hữu này á, là mới đi ở bên một phía thôi. Chung á, là nếu mà muốn á, thì cứ cầm mic lên để mà nói, chứ tại sao mà cứ ở trong đây mà mình không nghe thôi. Nếu mà mình không nghe thôi thì tại sao mà mình cứ ngồi biết, nhưng mà cái đó ai cũng biết hết. Cái đó ai cũng biết hết, nhưng mà mình biết để làm chi? Để mình tránh, chứ chúng tôi đâu có nói, chúng tôi đâu có đem ra nói xấu gì ai. Nhưng mà tại vì đạo hữu á, là cũng muốn sửa lưng người ta. Chứ tất cả mọi người ở trong đây á, ví dụ như cái chuyện đó mà không có đó, người ta sẽ nói cái chuyện đó không có, sư ơi, chỉ là báo đăng như vậy thôi. Báo đăng như vậy thôi, chứ cái chuyện đó là nó không có. Đó. Nó chứ thành ra đó trơn tu gì mình ở đây á, là mình nói về cái chuyện để mà mình học, để mà mình tránh ra. Còn nếu mà đạo hữu á, là trơn tu á, thì đạo hữu cũng không có chát lên những cái điều này đâu. Thôi bây giờ chúng tôi mời cái đạo hữu mà có cái
cái chữ này chúng tôi đọc không được, chỉ có cái số 2019 đó, này thì chúng tôi mời cái đạo hữu này lên lên cầm mic đi, lên cầm mic đi. Thí dụ như bây giờ mình muốn người ta giảng theo cái cách nào thì mình cứ cho ý kiến, rồi được đó, thì người ta sẽ giảng theo cái cách mình cầm mic lên, mình cái đạo hữu này là chắc chắn là muốn khóa ở trong đây rồi, chứ không có ai mà rảnh mà nói nhiều như vậy đâu. Mà cái đạo hữu này kêu chúng tôi là đừng có cái đạo hữu này thì kêu chúng tôi là đừng có quan tâm để ý đến chuyện người khác nha, kêu mình là đừng có quan tâm để ý đến chuyện người khác, mà chúng tôi giảng thì đạo hữu thì quan tâm để ý đến chúng tôi là sao? Là sao? Kêu chúng tôi là đừng có quan tâm để ý đến chuyện người khác, mà đạo hữu thì là cứ coi như là cứ cứ quan tâm để ý đến chúng tôi là sao, là ngộ vậy? Thôi bây giờ chia tay nha, đừng ai nấy đi nha, đừng ai quan tâm tới ai nữa nha. Nó mất thời gian quá, và nó mất thời gian quá. Thôi bây giờ chúng tôi cũng không quan tâm tới đạo hữu, mà đạo hữu cũng đừng quan tâm tới chúng tôi. Làm cho chúng tôi rất là khó nha. Rồi bây giờ thật ra thì đối với một cái vị ở, tại vì ở trong đây á, nó có cái nghề cũng như là cái nghề làm vua, mà vua đó, mà vua mà có những cái đức là cao á, thì hoặc là cái vị vua là cái vị nào, cái vị đứng đầu ở quốc độ, cái vị mà coi như là điều khiển điều hành một cái quốc độ, thành ra cái vị đó phải có những cái tốt. Chẳng hạn như là phải có cái sự mà thí xã, có nghĩa là bố thí đó, rồi phải có giới hành, rồi phải biết buông bỏ, buông bỏ cho người bá đích chan gác, có nghĩa là không vì cái sự tư lợi của riêng của bản thân mình, mà phải có vì cái lợi ích chung, cái lợi ích chung thì cái người đó mới được. Mới gọi là một cái người mà cai trị mà đúng pháp. Rồi chẳng những như vậy đó, phải có cái sự chánh trực, chánh trực có nghĩa là có cái tâm ngay thẳng, có cái tâm ngay thẳng liêm khiết, không có thiên vị, không có thiên vị về một cái bên nào hết đó. Rồi cái vị đó nó phải có cái sự hòa, nhu hòa, từ động cho đến cái lời nói nó nhẹ nhàng, nó mềm mỏng như vậy á thì mới được đó. Rồi một cái vị mà đứng đầu một cái quốc độ á, tự chế là nội để chế ngự những cái điều sái quấy, những cái điều bất thiện, khắc phục những cái lỗi lầm của mình, không bị những cái dục vọng nó lôi kéo mình đến những cái điều xấu đó. Thì quý vị thấy rằng đối với mà đứng đầu một quốc độ là không phải đứng để mà được cái sự mà thu thế, hoặc là được cái sự mà thu nhiều cái lợi nhuận, quý vị. Mà cái người mà đứng đầu ở một cái quốc độ, hoặc là đứng đầu ở trong một cái phòng nào, hoặc là một cái, nói chung là một cái làng, một cái cơ sở gì đó, là cái người đó đứng đầu đến chi, quý vị? Để mà mình lợi ích cho mình và những người ở trong đó, chứ không phải là đứng hoặc là ngồi ở đó để mà chờ nhận hoặc là đón được cái điều này cái điều kia đó. Thành ra đó, mà nếu mà mình muốn là cái người mà đem lại lợi ích cho mọi người đó, thì mình phải có những cái đức tánh như những bậc hiền triết xưa kia đã từng dạy đó.
Có nghĩa là cái người đó phải biết tự chế, biết không có phẫn nộ, rồi không có làm hại người, không có lại làm hại. Có nghĩa là không có cái ác tâm, những cái tâm mà độc ác, hoặc là những cái tâm mà muốn hại người. Rồi cái người đó chẳng những như vậy đó, phải có cái sự kham nhẫn, là biết chịu đựng, biết kiên trì với những cái nghịch cảnh đó. Thì quý vị thấy rằng rồi không có thiên lệch, là biết giữ gìn cái truyền thống tốt đẹp. Thì quý vị thấy khi mà chúng ta làm cái gì cũng vậy. Tại vì chúng tôi nghĩ rằng là coi như là mình, thí dụ như có nhiều khi mình không có làm lớn cái xã hội, nhưng mà đối với ở trong một gia đình thì đến một lúc nào đó mình cũng phải làm lớn thôi. Ở trong cái gia đình đó, thì lúc nào mình cũng phải có một lúc nào đó mình phải làm lớn. Mà mình làm lớn đó, thì sao quý vị, chúng ta cũng phải có những cái pháp này, chúng ta cũng phải có những cái pháp này để mà chúng ta xử sự ở trong gia đình. Còn nếu mà nói lớn hơn nữa, đó, thì chúng ta phải có những cái pháp này để mà chúng ta cư xử ở trong xã hội. Thì quý vị thấy rằng cái điều này đây là những cái đức tính tốt của những vị mà coi như là đứng đầu một cái quốc độ, đứng đầu ở một cái đất nước, hay là một cái bang, hay là cơ sở gì đó. Thì cái người mà đứng đầu đó là cái người đó được tao mà đứng đầu. Tại vì mình có cái khả năng, hoặc là mình có cái tâm tư, mình muốn đem lại cái sự an lạc cho mình và tất cả mọi người ở trong cái nhóm đó. Tất cả mọi người trong nhóm đó. Mà bây giờ đó, mà mình muốn đem lại cái sự an lạc đó đó, mà mình không có những cái pháp này, mình không có những cái pháp này, mình không có bố thí, mình không có giới, mình không có buông bỏ, mình không có chánh trực, mình không có nhu hòa, mình không có tự chế, rồi mình không có tâm từ, rồi mình không có cái sự kham nhẫn đó. Thì nếu mà mình không có những cái pháp này đó, thì chúng ta không thể nào mà chúng ta đem lại cái sự an lạc cho những cái người ở trong cái cộng đồng đó. Thành ra quý vị thấy đi, nếu mà thử mà chúng ta nghĩ coi, ở trong cái lớp học, dần dần sau một thời gian chúng ta tu học, dần dần sau một thời gian chúng ta tu học mọi người đều có cái tâm từ với nhau, giống như là những cái bài kinh mình giống bài kinh như thế nào, hoặc là những cái ngày mà chúng ta ngồi chúng ta học pháp, hoặc là những ngày mà chúng ta ngồi chúng ta hành đạo như thế nào. Rồi khi mà đứng dậy ra để mà gặp mặt nhau, tiếp xúc nhau, mà chúng ta đều có cái chúng ta đều có những cái tâm mà giống như lúc mà chúng ta đang tu á, thì tự nhiên là chúng ta thấy rằng nơi đó nó sẽ an vui, bản thân mình được an vui và những người ở quanh nó cũng được an vui. Ví dụ như quý vị thấy rằng ở trong cái trường hợp mà Đức Phật á, mà lúc mà đi đến cái khu rừng mà ở nơi đó là có ngài Anuruddha ở, ngài Kim Mí Lá, là nói chung là các vị tỳ kheo ở đó, thì Đức Phật mới hỏi là các vị ở đây có an vui hay không, thì các vị mới trả lời bạch Đức Thế Tôn, chúng con ở đây chúng con rất an vui, chúng con rất là an vui đó. Thì Đức Phật hỏi làm cách nào để được cái sự an vui đó, thì những cái vị này mới trả lời với tôi, chúng con sống quên cái tâm mình mà chạy theo cái tâm người đó. Có nghĩa là trong cái trường hợp này là không phải phóng dật, không phải phóng dật, luôn luôn sống mà biết lo cho những người ở xung quanh, những người ở xung quanh. Thí dụ như là những vị này sau khi mà đi bát khất thực về trước, hãy mà quý vị biết rằng cái đời sống khất thực đó, thì quý vị thấy rằng là coi như là sáng ra, thí dụ như là ở trong cái khu vực đó có ba vị sư, thì ba vị thì đi ba cái đường nó khác nhau, hoặc là ở trong cái đời sống tu tập hàng ngày ba vị
là sức khỏe nó nhau, cái sự nhanh lẹ nó cũng khác nhau đó. Thành ra đó, cái vị nào mà đi bác về trước hoặc là trong cái thời nay, cái vị nào mà khỏe hơn đó, giống như là có cái sự quét dọn múc nước, sắp đặt những cái đồ đựng nước hoặc là những cái đồ múc nước rồi, ngay cả những cái miếng dẻ để mà chùi chân cũng vậy. Có cái sự sắp đặt hết, sợ cái vị đi xài sẽ bị mệt quá, không có làm được, bị mệt quá không có làm được. Thành ra đó là có cái sự mà làm cho cái vị đi về sau mà người ta lỡ người ta có bị mệt quá, người ta vẫn có những cái vật dụng đó để mà người ta dùng đó. Cũng như quý vị thấy rằng đó, đối với ở trong cái room này cũng vậy. Nếu mà mình sống cái tâm mình á mà chạy theo tâm người này, có nghĩa là thí dụ như quý vị thấy rằng đó, nhiều khi mình ngồi mình nghe pháp gì nè, mình nghĩ rằng mình luôn luôn với một cái tình huống là mình thủ sẵn, mình sợ cái vị chi chúng, cái vị mà có trách nhiệm trong cái lớp học ngày hôm nay, lỡ mà một chút nữa người ta mất công việc gì đó hay là người ta bị mệt quá gì đó, thì có thể là mình hồi hướng giùm người ta. Có thể là luôn luôn lúc nào mình cũng ở trong cái vị trí sẵn sàng đó. Quý vị thấy rằng đó, là mình có nghĩa là mình có học rồi, mình đem ra mình áp dụng được. Thành ra chúng tôi nói thật sự ra quý vị, thật sự ra đó, có nhiều cái đó là chúng ta phải mạnh dạn lên, có nhiều cái đó là chúng ta phải học, học cho kỹ rồi chúng ta mạnh dạn lên. Thí dụ như quý vị là những người cư sĩ, những người cư sĩ thì những cái bài mà hồi hướng nào quý vị ngắn dài gì gì đó quý vị đều biết hết. Ví dụ như mình ngồi mình nghe pháp xong, cái lúc nào mình rảnh những cái bài kinh hồi hướng mình đều học mà cho thuộc, hoặc là nếu mà mình không có thuộc thì mình để mình tìm cái quyển kinh đó mình để trước mặt mình mặc mình đó. Rồi ở trong lớp học á, người ta mới thông là bây giờ cái vị mà có trách nhiệm hôm nay á, là bị bận đột xuất cái gì đó, thì người ta mời cái vị nào lên hồi hướng giùm, mình phải mạnh dạn mình đưa tay lên mình làm liền, mình mạnh dạn mình đưa tay lên mình làm liền, thì cái điều đó nó rất là tốt. Nếu mà quý vị thấy rằng á, thí dụ như có người ta làm rồi đó mà mình nhảy lên á mà mình làm á, mình tranh mình giành á, thì nó hơi kỳ. Nói chung là ở trong thiện pháp á, thì nó cũng không có đến nỗi nào, không có đến nỗi nào. Tại vì cái điều này á, chúng tôi cũng trải qua rồi. Có nhiều khi á, quý vị biết không, hồi trước đó, rồi mà không có cho tụng á, chúng tôi bản thân của chúng tôi cũng rất là khó chịu, quý vị biết cái ngày mà chúng tôi vào ở trong chùa đó, là coi như là biết rằng là khi mà chúng tôi đi học ở ở dưới chùa Siêu Lý Vĩnh Long á, coi như là ở trong cái lớp học đó là có 34 vị sư. Thì 34 vị sư thì quý vị nghĩ đi, cái mình là cái người mà vô mà cũng vô mình tu trễ nhất, là có nghĩa là mình cho mình nằm ở cái hàng thứ 30 đi, thì quý vị biết hàng ngày á, tới cái buổi chiều hoặc là buổi khuya á, lên chánh điện á, là có một cái vị sư người ta sẽ hướng dẫn. Có nghĩa là thí dụ như người ta Nam Mô Tassa Bhagavato là cái là bắt đầu là chúng mới tụng theo. Thực ra cái lúc đó, đó chúng tôi cũng là cái mình có cái tâm gì nè, mình có cái tâm đó là mình muốn là cái người mà dẫn chúng, là cái người mà sướng lên để mà mọi người tụng theo. Nhưng mà quý vị nghĩ đi, 34 vị mà người ta cũng tu trước mười mấy năm, thì chỉ có khi nào mà mấy cái người đó bệnh hết thì mới tới mình là cái người mà sướng kinh đó, thì làm gì mà có cái chuyện bệnh hết quý vị. Thành ra đó nhiều khi mình nghĩ vậy đó, mình nghĩ y mình nghĩ vậy mình nghĩ y mình nói rằng là mấy chục vị không lẽ người ta bệnh lượt mấy chục vị, thành ra thôi cái chuyện này để cho mấy người lớn người ta lo.
mình không có lo tới không có lo tới, tại vì không có tới khuyên mình đâu. Thật sự ra quý vị biết không, đến một những ngày sau, những ngày sau, nhất là tới cái mùa lễ dân y á, quý vị biết rằng á, lúc đó là các vị đi dự lễ, cứ chia ra một nhóm, bên đây 6 vị, nhóm bên đây 7 vị, ở ở miền Tây miền Đông đi đủ thứ, thành ra cái chùa lúc đó chỉ còn có 1 2 vị ở chùa. Thì đó mình phải biết, mình điều hành ở trong chùa, tại vì lúc đó chỉ còn có mình nè quý vị đó. Thành ra đó, chúng tôi nghĩ rằng là đối với chúng ta đó, chúng ta nghe pháp, chúng ta có cái sự học, có nhiều cái đó là chúng ta phải phải có cái sự mạnh dạn lên. Thí dụ như mình nghe mình học, học xong rồi đó, mình đừng có tưởng là luôn luôn lúc nào lớp học này cũng có các cái vị mà MC hay là ốp ở trong đây là sẽ hồi hướng. Một ngày nào đó đó quý vị sẽ gặp lại chúng tôi. Chúng tôi bảo đảm, chỉ trừ khi nào quý vị không có cho chúng tôi biết danh tánh của quý vị thôi. Một ngày nào đó quý vị trong một buổi lễ trai tăng nào đó, chúng tôi nhìn, chúng tôi sẽ biết là chúng tôi sẽ mời quý vị điều hành nguyên cái ngày hôm đó. Ví dụ như giờ nếu mà như mà Phật tử Nguyên Như Nguyên Trang mà lỡ mà có gặp ở chúng tôi ở trong một cái buổi lễ trai tăng nào đó, thì chúng tôi sẽ kêu cái vị mà trưởng ở trong nhóm đó là mời những người này, từ cái mà tụng kinh lễ bái Tam Bảo vắn tắt, rồi xong rồi tác bạch, bạch cầu an, tác bạch cầu siêu, hoặc là tác bạch xin giới, rồi sau khi chư tăng làm công việc của chư tăng xong đó, thì những cái vị này là có trách nhiệm, một là hồi hướng, hai là phải đọc lên, cho chỉ người ta hồi hướng đó nha quý vị. Thật sự ra đó, cái công đức này á, là cái công đức này là ngang bằng với cái thí chủ trong ngày hôm đó. Quý vị mà khi mà quý vị hướng dẫn cho hội chúng mà tác bạch xin giới, tác bạch cầu an cầu siêu, rồi đó rồi mình hướng dẫn cho hội chúng cùng với mình đọc cái bài hồi hướng văn kinh chi kusala kamang đó, mình hướng dẫn cho cái hội chúng, người ta đọc theo mình với một cái tác ý mà một cái thiện tâm trong sạch của mình nói rồi, là cái người chúng ngày hôm nay nè, cái công đức ngang hàng thí của chủ ngày hôm nay đó, quý vị thấy khủng khiếp chưa đó. Thành ra đó quý vị thấy rằng là sẵn, là bây giờ đó, chúng tôi nhắc như vậy để cho quý vị học đến sau này là nó vừa rồi, tại vì cái mùa lễ dân y là vào mai mốt tới cái mùa lễ dân y là chúng ta sẽ gặp lại nhau, hoặc là lâu lâu quý vị dù cho quý vị ở bên hải ngoại, lâu lâu quý vị cũng gặp lại nhau trong một cái buổi cúng dường trai tăng nào đó. Thì chúng ta hồi xưa giờ chúng ta học ở trên lớp này, thì bây giờ chúng ta cứ đem ra chúng ta áp dụng thôi, không có ngại, không có sợ gì hết. Có nhiều cần mình mắc cỡ, mình ngại, không không có ngại, phải cho người ta biết banh thoát là như vậy đó. Những ngày tháng mà mình ngồi nghe anh thoát này đó, là mình đem mình áp dụng được như vậy đó. Đó, quý vị biết rằng á, những cái năm trước á, mà chúng tôi những cái năm mà 2008, 2008 để chín mà chúng tôi ở bên Thái Lan á, quý vị biết á, là lúc đó đó chúng tôi ở trong một cái trường thiền, mà cái trường thiền của Thái Lan á, rất là ngộ, cái ngày thứ bảy với ngày chủ nhật đó, alo alo. Tới 1 giờ trưa là tôi đi công chuyện chút. Dạ, rồi rồi. Dạ, vâng. Chúng tôi tiếp tục với quý vị. Quý vị biết rằng ngày xưa mà chúng tôi lên trên Banh Thoát này á, đó, nó cũng có nhiều cái nó làm cho chúng tôi có một lần
một thời gian tôi ở Thái Lan làm cho chúng tôi rất tự tin. À, có lần đó chúng tôi ở bên cái trường thiền của ngài Ajahn Suphan ở bên Thái Lan đó, ở Chiang Mai á, thì quý vị biết rằng á, cái ngày mà thứ bảy chủ nhật là các vị tan hết, chỉ còn có một mình chúng tôi là cái người Việt Nam thành ra ở tại chùa. Rằng á, cái ngày thứ bảy chủ nhật á, là các vị hành giả đó là mấy trăm hành giả mà cứ tới giờ trưa ăn cơm là người ta quay, người ta lu bu, là cũng như là người ta không biết bây giờ sao, bây giờ mấy sư ở chùa đi hết rồi, còn toàn là các vị sư mà hành giả không à, rồi không biết rồi bây giờ á, ai tụng kinh rồi ai truyền giới đồ này kia đó. Thì quý vị biết rằng lúc đó đó chúng tôi ngồi, người ta hỏi chúng tôi bằng tiếng Thái mà quý vị biết không, thì chúng tôi thật sự không biết tiếng Thái, không biết tiếng gì hết đó, chỉ có biết tiếng Bali thôi. Khi mà người ta hỏi chúng tôi thì chúng tôi cũng gì, khi mà người ta hỏi bằng tiếng hoặc tiếng Anh á, nhưng mà xin si lá mà tiếng Thái cũng dùng si lá. À, chúng tôi biết thì trước khi cúng dường á, cái ăn, trước khi ăn cơm á, xin giớ, xin giớ rồi tát bạch cậu ngày đến cậu thôi chứ còn cái đó thôi. Ra người ta hỏi cái gì đó, chúng tôi cũng gật đầu. Người ta hỏi bằng tiếng Thái, tiếng Anh gì đó thì chúng tôi cũng gật đầu, gật đầu hết quý vị. Nhưng mà lát á, người ta mang là mình là xin đó, mình chỉ lúc đó mình kỹ banh chát sila ní, là banh chát sila ní hay là át u bô sáu hát đó, mình chỉ cần mình ngồi mình nghe rõ cái điều đó thôi, là một là banh chát sila ní thì là mình biết là không. Lúc đó chúng tôi ngồi, chúng tôi truyền ngũ giới bát quan trai giới, chúng tôi ngồi rất là tỉnh, rất là tỉnh. Thì những cái sư mà những cái vị sư mà ở bên khất sĩ á, lúc đó cũng tu ở trường cùng với chúng tôi mới ngồi, các vị đó mới nói rằng sao mà sư ngồi sư tỉnh trước trước mấy trăm vị hành giả của Thái Lan mà sư ngồi truyền giới bằng Bali sư tỉnh dữ vậy, không có thấy mình lộ ra một cái nét nào mà mình rung hết. Thì chúng trời ơi, hót truyền giới mỗi ngày có cái thời gian đó quý vị biết không, có khi một ngày ở trên Bangkok là có 3-4 rung sinh hoạt luôn, có khi một ngày mà truyền giới 3-4 lần. Thì mấy năm chờ vậy thì bây giờ làm gì mà rung bây giờ đâu có khi nào mà chúng tôi rung đó. Rồi một lần nữa đó thì quý vị biết rằng là chúng tôi vô tình, chúng tôi đi đi Ấn Độ tại Bồ Đề Đạo Tràng. Thì cái lúc đó đó là đến Việt Nam á, cái vị mà trưởng đoàn của Việt Nam á là lên thuyết pháp. Mà lúc đó đó là coi như là trưởng đoàn của Việt Nam không biết đi đâu mất tiêu, là không có lên, không có ở đó. Rồi người ta đang nghe nói là Đại Đức Pháp Tính là giảng ở trên Banh Thót mà hiện giờ là đang ở vòng vòng Bồ Đề Đạo Tràng. Quý vị biết là người ta thông báo linh lo, Đại Đức Pháp Tính đang ở đâu đó, bây giờ phải quay lại Bồ Đề Đạo Tràng gấp, đang có chuyện. Thì khi mà quay lại đó thì tưởng đã kêu gì, người ta mở gì, người ta mở thuyết pháp quý vị. Trời ơi quý vị biết không, người ta mở thuyết pháp, nói là mà tối nay á, là vậy vậy á, cái chương trình của tối nay mà ngồi ngay tại cây Bồ Đề luôn nha quý vị. Lúc đó chúng tôi cũng được vinh hạnh thiệt, cái đó là cây Bồ Đề thiệt, cái Bồ Đề thiệt ngay Bồ Đề Đạo Tràng. Thì người ta mời chúng tôi vào trong đó để mà ngồi mà giảng đó. Thì chúng tôi nói cũng may mắn là người ta mời mình trước được mấy tiếng đồng hồ, báo mình trước được mấy tiếng đồng hồ. Thì lúc đó chúng tôi chỉ từ ở bên Ấn Độ mà chúng tôi gọi về Việt Nam mà chúng tôi hỏi sư phụ của chúng tôi thôi. Nói hồi xưa giờ không có thuyết pháp bằng cái cách này, bằng cái cách mà mình thuyết tiếng Việt rồi người ta dịch ra tiếng Anh á, con chưa có thuyết cái này á, mà bây giờ là phải làm sao sư phụ. Thì sư phụ mới nói là sư cứ thuyết bình thường, thuyết bình thường những gì mình biết đó, nhưng mà nhớ là thuyết ngắn để cho người ta dịch
Nói chung là mình nói ra một câu nào đó cho nó ngắn, nó gọn và dứt câu liền để người ta chuyển ngữ từ tiếng Việt qua tiếng Anh. Sau khi người ta chuyển ngữ rồi đó, mình tiếp tục mình giảng nữa. Nhưng mà nhớ là ngắn và gọn thì cái người mà người ta ngữ đó, nó sẽ tốt. Còn mà mình nói nhiều quá, cái người chuyển ngữ đó, người ta sẽ chuyển ngữ lại thiếu, chắc chắn là như vậy. Đó là cái kinh nghiệm của sư phụ của chúng tôi ở Việt, thì sư phụ của chúng tôi đi ở bên đó nhiều rồi. Thấy những người nào mà giảng dài á, là coi như là cái người mà chuyển ngữ là nó chuyển ngắn lắm, tại vì người ta bị lúng túng, người ta bị quên rồi quý vị. Do người ta kính các vị trưởng lão, người ta kính á, là lúc đó người ta cũng có một cái tâm mà nó hơi sợ đó, thì là coi như là lúc đó mà mình nói dài quá là người ta chuyển ngữ lại rất là ngắn, do người ta bị quên. Thì quý vị biết rằng khi mà chúng tôi hỏi sư phụ chúng tôi vậy đó, rồi là trao truyền bí kíp liền, là đêm hôm đó là chúng tôi lên làm ào ào, lên coi như là thành công. Tại sao mà chúng tôi biết rằng lúc đó cái hội chúng người ta đang quan tâm đến mình, thì khi mà chúng tôi vừa giảng xong pháp đó, cái thời tiết Ấn Độ lúc đó rất là lạnh, rất là lạnh, mà mọi người người ta bỏ cái khăn choàng ra đó, người ta ào lên trên pháp tọa, người ta ào lên trên pháp tọa, người ta cũng như là người ta rất là mừng. Người ta nói là người ta mừng cho cái những cái người mà Phật tử Việt Nam, tại vì người ta thấy rằng là mình là lần đầu tiên mà ngồi tại cái pháp tọa này, mà lần đầu tiên á là thuyết bằng cái cách là từ tiếng Việt mà chuyển qua tiếng Anh cho mọi người người ta nghe. Thành ra trong cái lúc mà mình giảng á, là mọi người rất là hồi hộp, mà từng phút từng giây mà từng giờ như vậy đó. Khi mà chúng tôi vừa kết thúc tờ pháp đó, là quý vị biết rằng là hầu như là mọi người người ta hầu như là người ta thấy cái sự thành công đó mà người ta muốn lên, người ta ôm mình ở trên pháp tọa vậy đó, cũng như là người ta mừng quá quý vị đó. Thì ngay thật sự quý vị đó, bản thân của chúng tôi cũng mừng nữa, là coi như là mới cái lần đầu mà nó quá đó. Thành ra chúng tôi nói với quý vị đó, những cái này đó, để mà chúng ta thật sự ra đó là chúng ta có học mà có hành là ở cái chỗ này. Khi mà chúng ta những ngày tháng chúng ta nghe pháp ở trên Bangkok, những cái nghi thức gì hoặc là những cái cách sinh hoạt gì, chúng ta nhớ, chúng ta ráng là chúng ta những cái điều này. Khi mà chúng ta có cái sân để chúng ta luyện, có nghĩa là bữa nào đó mà mọi người ở trong đó, mà người ta chỉ cần mà người ta thông báo là tận công việc không, tụng kinh lễ bái tam bảo, sau đó thỉnh pháp sư, sau đó hồi hướng, thì quý vị cứ mạnh dạn đưa tay, mạnh đưa tay để mà lãnh cái phần đó đó. Rồi sau này quý vị sẽ đi về chùa, hoặc là trong cái dịp nào đó mình đi hành hương ở trên xe, hoặc là đến một xứ khác, là quý vị cứ biểu diễn tài nghệ của mình, biểu diễn tài nghệ của mình, nó sẽ đem lại cái sự an vui, và quý vị sẽ tự mình quảng bá là những ngày mình sinh hoạt ở trên Bangkok này nó sẽ lợi ích như vậy đó. Đó thì kính thưa quý vị, trong cái lúc nào chúng tôi, trong cái thời gian này lúc nào chúng tôi gặp hội chúng, thì lúc nào nó cũng như là nó cũng có nhiều chuyện để nói, thành ra do vậy mà nó bị hao hụt thời gian của quý vị rất là nhiều. Chúng tôi cũng mong quý vị hoan hỷ. Bây giờ thì coi như là cái bài học này phải, nếu mà ngày mai á, ngày mai chúng tôi tranh thủ được chúng tôi lên giảng nữa. Còn nếu mà ngày mai không có tranh thủ được đó, thì thôi phải đành chịu là từng giờ. Bây giờ chúng tôi xin được kết thúc, chắc cũng quá với thời gian rồi, với phần phước mà chúng tôi đã tạo được, xin thành tâm dâng đến chư tôn đức tăng, và xin chia điều phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ được an vui tấn hóa trong giáo pháp của Đức Phật Gotama, và cũng xin hồi hướng cái phước này đến tất cả các vị chư thiên cùng chúng sanh trong ba giới bốn loài quan hỷ thọ lãnh đồng điều nhau cả thảy. Nam mô Bụt Thầy Giá. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá.
Dạ, con xin kính thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Pháp Tính đã vào lớp giảng dạy cho tụi con. Dạ bạch sư, ngày mai nếu mà không có sư không có lễ, sư không có đám gì hết, sư vô dạy tụi con nha sư. Tụi con cấp cặp lên ngồi chờ sư học. Còn nếu mà không thì dạ, con cảm ơn sư ạ. À. Dạ, bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, con xin kính thỉnh sư Nguyên Thông thay mặt chư tăng để mà chúc phúc cho đạo tràng của chúng con tối hôm nay bạch sư. Dạ xin dâng mít lại cho sư ạ. Phật tử Sa Pa Mangalang Rakhang tu Sa Pa Deva ta Sa Pa Bhuta Nu Pha Ve Na Sa Ra Su Thi Pha Vang tu Te Phật Sa Pa Mangalang Rakhang tu Sa Pa Deva ta Sa Pa Thamma Nu Pha Ve Na Sa Ra Su Thi Pha Vang tu Te Phật tử Sa Pa Mangalang Rakhang tu Sa Pa Deva ta Sa Pa Sangha Nu Pha Ve Na Sa Ra Su Thi Phá vạn tu tế cả phước báo hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì cho người do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng các sự thánh lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Xà thú xà thú xà thú. Dạ con xin kính mời đạo tràng cùng với con hồi hướng sau khi nghe pháp ạ. À. Dạ đề hoa tạ sanh ti quy hà ra hoa si ni thủ bề kha rê bồ thi kha rê tà hình tà thầm ma đà nê na pha hoa phu chi ta so thình ca ron tê tha quy hà ra măng đà lê thế ra cha mắt cha na hoa ca cha phình kha vô xa ra mi ca đa na ba tiêu ba sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha yê sa ra sa ba na phu ta su khi ta pha quanh tu tê cha la bu cha ye bi cha an đa sam pha hoa sanh se đa cha ta tha vô pa pa ti ca ni căn tham ma hòa răng bà tình cha tê sầm bề bị đụng kha sa ca đoàn tu sanh kha văn tha tu chỉ răng sa tăng tham mô tham mắt tha ra cha bùng ga la sằng cố hồ tu sa mắt gô qua anh tha ya cha hi ta ya cha âm hề răng kha tu sanh tham mô sam bê bi tham ma cha ri no vua thinh sam ba bồ đề gia na tham ma tỳ tê y đằng nô nha tỳ nằng hô tu su khi ta hoan tu nha tha vô y đằng nô nha tỳ nằng hô tu su khi ta hoan tu nha ta vô y đằng nô nha tỳ nằng hô tu su khi ta hoan tu nha ta vô ý đằng quá tám mê buồn nhàn à sắc quá khá già quá hằng hồ tu á nà gá tề cà lề do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni. Nguyên Như xin kính hẹn chư vị Rung Nguyên Như kỳ viên vào ngày mai. Hy vọng là sư Pháp Tính sẽ không có bận và sẽ vào dạy cho chúng ta được. Dạ Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào toàn thể chư vị ạ. À.